Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Rồi luôn anh em ạ, lại gặp tranh rừng rồi. Hôm nay thì đánh Gardevoir mà gặp tranh rừng thế này thì toàn quá. Không biết hiểu cái gì. Gặp hai thanh niên đi tranh rừng. Từ đó, để xem tên mạng á. Thì mình có mỗi dây đâu ra là cơ động này. Mình học kêu đặt bom thì ngon anh em ạ. Tại tiền mạng không có mấy con kiểu không có mấy con tướng cơ động nhiều ấy. Mình chắc đánh được. Quái. Quỷ đồng thôi. Thôi nơi thôi nơi. Gì sao lại rừng ra đi gánh. Cứ dưới đi ba người rừng ra cứ trên anh em mà sợ thế. Cào ai thứ fan này thì cào cào. Ui nó cào đâu thôi, báo vào đây mà cào, báo vào đây mà cào, báo vào đây mà cào, báo vào đây mà cào. Thế mà không ăn được gấu đâu. Ui xùi. Quái thế, còn tí máu nó không đánh lại. Thôi vào rừng luôn. Không ai rừng thì mình rừng. Lúc đầu thì tranh rừng xong bây giờ không ai đi cả. Thật là chán đời. Bòn. Nổ một ca máu cũng ghê chứ. Nhưng đó chỉ là crep thôi. Còn người thì không biết như thế nào. Gần lên được cấp 6, gần lên được cấp 6. Một nổ. Anh em nào qua tăng cho mình nổ tí nào. Vì đem đang đánh cái bỏ đi hết gì. Đây rồi, đây rồi. Không được chờ luôn. Kêu đặt không trúng anh em ạ. Tại không đủ phạm vi ấy. Ôi trời ơi, hắc não thế, hắc não thế. Học kêu chón anh em à. Đáng CC con gieo ra lại là đi ngay. Ây da, nhầm kêu, nhầm kêu. Ok anh em ơi, bó luôn, bó luôn, bó luôn, bó luôn. Nghĩ cả 14 cầu mà không ném được. Mấy thanh niên ném 2 cầu với 4 cầu, sợ thế. Mấy thanh niên ném thế, toàn ngồi toàn. Ai cũng để dành sự kêu kết con boss hết. Mình cũng để kêu mà con gieo ra nó cũng để, ai nhầm con áp xò nó cũng để kêu. Lú, boss vào được không? Không vào được. Mà được mà đứng mình xem. Ui. Cơ hội là đây, cơ hội là đây. Ê cùng. Con Blaziken nó đá một phép bốc bốc hơi luôn anh em ạ. Hên đá một phép còn chấm máu luôn. Quái. Đúng lúc nó nổi chí mạng ấy, đá một phép đi luôn. Biết thế phải nãy ulti là được rồi, tiết kiệm ulti quá. Từ từ gấu ơi, để mình lên gấu ơi. Đợi mình lên mình cãi chứ làm gì. Biển gấu rất là buồn. Ây da. Biển gấu rất là buồn khi gặp phải anh em toàn là người kìa. Người chơi hệ siêu KS. Sao đây, sao đây, sao đây. Kinh 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 ray kinh ray gì đây, tự nhiên đi tới đây áp ca vậy fan. Thì mình xin thôi. Nghĩ vô anti con sóc không được, con sóc chạy nhanh quá.
đẩy anh em ơi, xí xí này, một đam nữa này, ok, đam nữa thế cơ mà, đánh nãy giờ kèo kèo hơn nhưng mà vẫn ngang trụ anh em mà game này thua trụ là thua luôn ấy, thua cầu là thua luôn thôi. Bờ là gì Ken, ăn hoen đá một lần thôi chứ đừng đá gì mà đá nhiều các bạn, không được, mình tham quá, mình tính đang tính ulti hai người, chờ con gieo ra đến mình ulti luôn, mình tham quá, ulti đơn là được rồi, tham lam để lên đấy, lần này ulti chắc ulti được không, ulti luôn đi được rồi. Thế ulti để dành ulti, ulti hai người cuối cùng là ulti mít hết. Chán hết muốn nói luôn anh em ơi. Nếu hiểu kiểu gì. À đây. Từ đó. Phải để xét thử. 17 giây, 16 giây, 15 giây. 10 giây. Rồi không kịp rồi. Ôi kịp 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 anh em ơi, kịp, vẫn còn. Ok, vẫn kịp. Ôi xùi ôi, còn chấm máu. Nãy giờ toàn là những pha đi đuổi cầu không anh em ạ. Mình ném được thì mẹ cũng ném được thôi. Ê, gặp hai team chuyên đi đuổi cầu không đi đấm, à nhầm, ừ. Toàn đi đuổi cầu không mà số thế. Này thì này kêu đâu, kêu thế là chết rồi, kêu thế là chết rồi. Ulti gom được hai người thì lại không có kêu hai, không có kêu đặt bom, đen thế. Cần thì lại không có, gấu béo và gieo ra. Mú với chúng tôi. Mú ít thôi bạn ơi. Boss không kịp. 81%. Làm sao ăn được con Revia này. Ui Yera, đằng sau anh ơi, mấy anh ơi. Mấy anh ơi. Ok, body. Nhanh tìm mẹ đang thiếu người kìa. Ok. Ông bắt xong là lượng luôn. Ok, chăm cầu thơm ngon. Thôi không ulti. Giờ này mới ulti này. Nhưng mà ulti mít luôn. Được. Quá thế. Mình ném 6 cầu kìa. Gì vậy đâu ra. Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Ngồi tìm bạn đẩy vào ném luôn. Chơi luôn. Đánh luôn. Chấp chủ luôn. Ok. Sao mình thấy kèo này nghi thua quá anh em ơi. Chứ kiểu gì mà tìm bạn đẩy vào nhà luôn thôi chứ. Ôi không ném cầu được phép cuối. Hy vọng là win anh em ạ. Chứ game hai bên đi đuổi cầu nhau mà không có đi đấm nhau gì cả.
Toàn thấy... Ồ, sao mình win nhiều thế? Ôi trời ơi, 89 điểm không được MVP, ngàn điểm anh em ạ. Ok, chào anh em nhé. Ngàn điểm nhưng lại không được MVP, hơi buồn.